Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tin nóng 24 giờ của báo Tuổi trẻ. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018, chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất trên cả nước trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, vụ việc một người dân ở thành phố Cần Thơ bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 đô la Mỹ ở một tiệm vàng nơi không được cấp phép làm dịch vụ này đã thu hút mối quan tâm của rất nhiều người. Bởi thực tế có nhiều người ít khi quan tâm nơi nào được cấp phép mua bán, thu đổi ngoại tệ. Vậy khi người dân mua bán, thu đổi ngoại tệ cần lưu ý điều gì để tránh được những rắc rối pháp lý? Mời quý vị tìm câu trả lời qua mục tiêu điểm. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác có trong chương trình hôm nay. Tháo dỡ trại heo xây không phép ở đầu nguồn sông Đồng Nai. Hỗn chiến ở khách sạn lúc 3 giờ sáng, một người tử vong. Khởi tố hai nghi can đón đường chủ cũ cướp gần 500 triệu đồng. Truy tìm phương tiện cán chết người rồi bỏ chạy trong đêm. Kiên quyết xử lý lái xe có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Phát miễn phí 10.000 bao cao su cho các bạn trẻ tại Bến Tre. Tiêu điểm hôm nay là phóng sự mua bán ngoại tệ tùy tiện, có chừng gặp rắc rối khó gỡ. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận chủ đầu tư đã tháo dỡ hai bảng hiệu tên trường và một số trang thiết bị trong các phòng học tại dự án trường mầm non song ngữ Ánh Sao Xanh xây dựng không phép. Trường mầm non này có diện tích gần 1.000 m2, nằm dọc đường Dương Tử Giang do ông Trần Minh Thảo, 55 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa đứng tên chủ sử dụng. Công trình gồm 4 tầng, quy mô 20 phòng học, do công ty Ánh Sao Xanh thuê mặt bằng và tổ chức thi công. Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện công trình xây dựng không giấy phép nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Thảo đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và lần tiếp theo bị phạt 40 triệu đồng. Xây dựng cống đập nhằm ngăn mặn, chống triều cường, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Nhưng tại xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì ngược lại, nhiều cống đập xây dựng xong đã không đạt mục tiêu này, nước vẫn tràn vào gây ngập úng nhiều nơi. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, khu vực này được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đầu tư xây dựng 44 cống đập ngăn mặn, chống triều cường. Cống đập được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có đường kính hơn 1 mét, với nguồn vốn đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi cống. Do thiết kế, tấm thép đặt ngăn nước ngay miệng cống thấp hơn đỉnh triều và có khe hở, nên khi triều cường dâng cao nước tràn vào bên trong cống. Cái tấm sắt này nó yếu hơn, thấp hơn cái mực nước, rồi ngoài tràn vô lớn còn hơn ngày xưa nữa. Bị ngập nhưng mà cây cối thì nó xuống vàng chứ chưa có chết, nhưng rau người ta trồng không có được. Đám rau má trên này là thiệt hại quéo đầu hết. Cái tình hình ngập này nè thì ở địa phương thì cũng có nắm và cũng là kết hợp với chỗ đơn vị thi công, chủ đầu tư để khắc phục lại những cái cống này. Theo mà nước ngập mà của người dân báo và ở xã xuống khảo sát thực tế á, thì là nước tràn vô những cái khe hở của cống, là do những cái khe hở đó nó còn hở nhiều thì là sẽ kết hợp với đơn vị thi công để là khắc phục lại những cái khe hở đó. Điều đáng nói là tình trạng thủy triều tràn qua cống gây ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhiều hộ dân trong một thời gian dài. Chính quyền địa phương có tờ trình gửi đến các ngành chức năng nhưng chậm khắc phục. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 27 tháng 10, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC triển khai thu phí trở lại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Việc thu phí trở lại được thực hiện sau khi hoàn thành sửa chữa hư hỏng trên tuyến cao tốc từ km 0 đến km 65. Bộ Giao thông Vận tải đồng ý cho thu phí trên đoạn tuyến đang khai thác là Đà Nẵng-Tam Kỳ với khung giá giữ nguyên như cũ. Theo ghi nhận của truyền hình báo Tuổi Trẻ, lượng xe lưu thông trên cao tốc trưa ngày 27 tháng 10 khá thưa thớt, chủ yếu là xe container và các loại xe tải. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, có hơn 3.000 đầu việc tuyển dụng trực tiếp tại Ngày hội phỏng vấn tuyển dụng lần thứ 18 năm 2018 do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 27 tháng 10 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia ngày hội, các doanh nghiệp giới thiệu tuyển dụng trực tiếp hơn 3.000 đầu việc với mức lương hấp dẫn trong các lĩnh vực như phục vụ, thu ngân, thủ kho, kiểm soát hàng hóa. Có khu vực phỏng vấn tuyển dụng sinh viên chuyên ngành ô tô vào các công ty tập đoàn ô tô lớn. Sinh viên được trải nghiệm chương trình phỏng vấn thử thành công thật qua cuộc phỏng vấn giả định với các chuyên gia nhân sự, được các chuyên gia góp ý nhằm hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và cách thức trả lời phỏng vấn. Ngày hội phỏng vấn tuyển dụng năm nay thu hút khoảng 5.000 sinh viên tham gia.
Các bạn trẻ tại Bến Tre được phát miễn phí khoảng 10.000 bao cao su. Đây là một trong những hoạt động của chương trình Sống Trách Nhiệm, Sống OK vừa được tổ chức tại tỉnh này vào ngày 27 tháng 10. Chương trình thu hút hàng trăm học sinh sinh viên ở tỉnh Bến Tre tham gia. Ông Nguyễn Toàn Thắng, tổng biên tập tạp chí Thanh Niên cho biết, thông qua chương trình, ban tổ chức muốn kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay phòng chống nạo phá thai và phòng chống HIV/AIDS. Qua đó, tạo ra sân chơi lành mạnh cho bạn trẻ và cộng đồng, cùng nhau lan tỏa thông điệp sống có trách nhiệm, sống OK, bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và mọi người xung quanh. Chương trình phát miễn phí khoảng 10.000 bao cao su cho các bạn trẻ. Hoạt động nói trên do tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với tạp chí Thanh Niên, câu lạc bộ Liên kết Trẻ Việt Nam và tổ chức DKT International Inc. tại Việt Nam tổ chức. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, sáng ngày 27 tháng 10, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết, sởi tay chân miệng tại quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 là nơi tập trung nhiều dân cư, có nhiều kênh rạch bao quanh, cũng là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh, dễ lây lan, nên việc tuyên truyền đến từng hộ dân cách phòng chống bệnh là hết sức cần thiết. Không chỉ mời bà con đến hội trường hướng dẫn cách rửa tay, phòng bệnh, trong buổi sáng đoàn còn đến tận hộ dân để phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng tránh bệnh dễ lây nhiễm cho trẻ em, đồng thời tặng 300 phần quà trị giá 200.000 đồng mỗi phần, gồm nước rửa tay, dung dịch khử khuẩn, kem bôi chống mũi cho người dân địa phương. Chiều ngày 26 tháng 10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hạ thủy và bàn giao hai tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN09 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Tàu đóng theo tiêu chuẩn quốc tế có chiều dài 30m, rộng 6,7m, chiều cao mạn 3,6m, mớn nước tối đa 2m. Tàu có biên chế thuyền viên 8 người, tốc độ tàu có thể điều chỉnh tối đa 20 hải lý một giờ. Hai tàu có nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, tuần tra phòng chống vi phạm pháp luật trên biển và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội Biên phòng thành phố. Tàu có tính năng chiến đấu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trang bị của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Thưa quý vị, vụ việc ông Nguyễn Cà Rê ở thành phố Cần Thơ khi đổi 100 đô la Mỹ ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng đã trở thành một trong những dòng thời sự nóng nhất trong những ngày gần đây. Và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, có thể không ít người hiện đang nắm giữ một khoản ngoại tệ nho nhỏ như ông Rê. Trong khi thực tế nhiều người không biết hiện chỉ một số nơi được cấp phép mua bán trao đổi ngoại tệ. Việc mua bán ngoại tệ tùy tiện coi chừng gặp rắc rối khó gỡ. Chỉ sau khi vụ việc đổi 100 đô la Mỹ ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng tại thành phố Cần Thơ lan truyền rộng rãi, nhiều người mới tá hỏa vì lâu nay vẫn có thói quen đổi ngoại tệ khá tùy tiện. Một số người ít quan tâm đến nơi mà mình giao dịch đổi hay mua bán ngoại tệ có được cấp phép làm dịch vụ này hay không. Người dân chúng tôi thì không biết được là ngân hàng hay là tiệm vàng nào được phép đổi ngoại tệ. Có tiền thì chúng ta cứ đến ngân hàng hoặc là tiệm vàng nào đó thì chúng ta đổi thôi. Mới gần đây có một cái anh nào đó anh đổi tiền ở Cần Thơ rồi bị phạt 90 triệu. Thì mình mới biết có cái chuyện đó rằng là có những chỗ mà sẽ không được đổi thôi. Chứ trước giờ cứ nghĩ là cứ đem tiền ra đổi là chuyện bình thường. Hiện nay, việc mua bán trao đổi ngoại tệ tại nước ta chỉ được thực hiện trong các mạng lưới ngân hàng và các điểm được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Tại Việt Nam thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì tất cả các cái giao dịch trao đổi mua bán đều phải sử dụng đồng nội tệ để thanh toán. Ví dụ như là mình đi khám chữa bệnh, đi thăm người thân hoặc là đi du lịch hoặc là thanh toán các cái giao dịch nước ngoài. Thì khi có nhu cầu sử dụng ngoại tệ thì mình phải mua trao đổi ngoại tệ ở các cái tổ chức tín dụng được phép. Tuy nhiên thì hiện nay không phải người dân hoặc là các cái tổ chức cá nhân đều biết được là những cái nơi nào là những cái nơi mà được phép mua bán ngoại tệ. Theo Nghị định 96 ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nếu mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được cấp phép có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng. Đa số người dân đến giao dịch họ không biết đó là hành vi bất hợp pháp và sẽ bị xử phạt. Đối với một bộ phận người dân biết cái hành vi đó sẽ là hành vi vi phạm và bị xử phạt,
nhưng vẫn cố tình thực hiện vì các lý do sau. Thứ nhất là giao dịch tại các tiệm vàng thì cái tỷ giá mà quy đổi sẽ cao hơn tại các ngân hàng. Thứ hai là quy trình giao dịch nó sẽ nhanh hơn là ngân hàng. Cuối cùng thì theo tôi nghĩ đó là khi người dân đến giao dịch tại các tiệm vàng thì họ rất khó khăn trong việc yêu cầu các tiệm vàng cung cấp giấy phép để chứng minh cho cái hoạt động giao dịch ngoại hối của các tiệm vàng là hợp pháp. Quy định là có, vậy câu hỏi đặt ra là vì sao không ít người dân hoàn toàn không hay biết gì về quy định này? Thì mình nghĩ là trong thời gian tới thì thứ nhất là về mặt quản lý nhà nước thì thứ nhất là phải tuyên truyền vận động thông tin cho người dân biết rằng là cái việc trao đổi mua bán ngoại tệ là việc là có giới hạn, có điều kiện, và mọi người phải biết rằng là khi có nhu cầu trao đổi mua bán ngoại tệ thì phải được giao dịch ở nơi được phép. Bên cạnh đó thì các tổ chức được phép trao đổi mua bán ngoại tệ thì cũng phải cung cấp thông tin, có thể là bằng những cái hình thức nào đó, ví dụ niêm yết các cái bản thông tin để cho người dân biết rằng là nơi đây là nơi được phép mua bán ngoại tệ. Việc thông tin rộng rãi đến người dân những quy định liên quan là việc làm rất cần thiết vào lúc này, để từ đó giúp họ hiểu rõ khi trao đổi mua bán ngoại tệ. Đồng thời, các quy định liên quan cũng cần được rà soát, sớm khắc phục những bất cập, kể cả những điểm còn lỏng lẻo hay bất hợp lý so với nhu cầu thực tế của người dân doanh nghiệp. Thưa quý vị, để tránh rủi ro khi trao đổi mua bán ngoại tệ, ngoài hệ thống các ngân hàng thì những doanh nghiệp cơ sở được cấp phép làm dịch vụ này cần công bố giấy phép để người dân biết rõ khi giao dịch. Ở những nơi không đảm bảo yêu cầu như vậy, tốt nhất người dân không nên thực hiện các giao dịch ngoại tệ. Thưa quý vị, vụ hỗn chiến xảy ra ở một khách sạn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào rạng sáng nay đã làm một người tử vong. Công an thành phố Nha Trang cùng lực lượng pháp y phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nam nạn nhân khoảng 40 tuổi được phát hiện ở khu vực nhà xe của khách sạn quốc tế với nhiều vết máu ở đầu và cổ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 3 giờ sáng ngày 27 tháng 10. Tại khách sạn đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên. Theo bảo vệ khách sạn này, ngoài một nạn nhân tử vong, còn có một thanh niên khác bị thương nặng, được đưa đi nhập viện vào sáng cùng ngày. Trong vụ án đón đường chủ cũ cướp gần 500 triệu đồng tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hai nghi can Châu Hữu Lộc, 30 tuổi và Trần Chí Tâm, 28 tuổi, cùng ngụ ở thành phố Mỹ Tho, đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đây là thông tin được Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết ngày 26 tháng 10. Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định đến hai nghi can. Vụ cướp tiền xảy ra vào trưa ngày 17 tháng 10. Khi đó, ông Trần Văn Mỹ, 53 tuổi, chủ doanh nghiệp phân phối sữa tại thành phố Mỹ Tho, mang theo hơn 450 triệu đồng đến ngân hàng để gửi. Khi đến gần giao lộ Lê Lợi Ngô Quyền, phường 1, thành phố Mỹ Tho, thì bị Lộc và Tâm đi xe máy ép sát, dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công. Làm việc với cơ quan công an, Lộc khai do nợ tiền nên rủ cháu ruột của mình là Tâm đi cướp giật tài sản. Lộc là người từng làm công cho ông Mỹ. Khuya ngày 26 tháng 10, đội điều tra tổng hợp công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm xong hiện trường và đang trích xuất camera để truy tìm một phương tiện ô tô cán chết người rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9 nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Khi chạy ra đường kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy, biển số 68D11-11458, phần cơ thể bị biến dạng, nghi do bánh xe cán qua. Hiện trường có dấu hiệu một vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy, tuy nhiên chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường. Nhận thông tin, công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm phương tiện gây tai nạn. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính. Đường Nguyễn Duy Trinh dẫn vào cảng Phú Hữu có nhiều xe container, xe ben lưu thông. Đã có nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra trên đoạn đường này. Người dân lưu thông cần cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Tối ngày 26 tháng 10, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiên quyết xử lý lái xe có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Thực tế ghi nhận nhiều người tham gia giao thông vẫn còn thờ ơ chủ quan khi điều khiển phương tiện, nhận thức về mức độ nguy hiểm của rượu bia khi lái xe chưa cao. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn các trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
thì xuyên suốt hàng đêm thì đơn vị đều bố trí tổ công tác từ 22 giờ đến 2 giờ sáng. Thì trong 10 tháng năm 2018 thì đơn vị đã xử lý được 800 trường hợp, trong đó có 50 trường hợp xe ô tô. Trước đó, tại khu vực ngã tư Hàng Xanh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm ngày 21 tháng 10, làm một người chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người phụ nữ cầm lái ô tô BMW gây tai nạn có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Trong 10 tháng qua, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã lập biên bản xử lý 50 người lái xe ô tô và 750 người lái xe máy về vi phạm nồng độ cồn.